Mà anh Phi sao không kêu anh Phi về về phòng chịu ý? Ông Phi ngồi trao anh ở đu á. Trời ơi tối rồi mày, hai vợ chồng về, về nhà tắm rửa gì đi chứ. Anh Phi ngồi cho coi mà là có bữa đua. Tao bữa đưa gì sao mà tối dữ vậy? Coi ngồi chơi á. Giờ này cũng tối rồi, giờ này có 6 7 giờ rồi. Ngồi bơi lộ chơi á. Có bây giờ xe này rất là ồn đó, thì nên quý vị khán giả bây giờ là vận dụng gặp chị Huy ở ngoài đường đó, rồi hỏi anh Phi đâu là chị Huy đó, anh Phi đang ở đua ghe. Bây giờ là em tình cờ là em gặp chị Huy ở quán cà phê ở quý vị khán giả. Đó giờ hỏi chị Huy. Coi xe chơi. À là chị Huy đang ngồi đếm xe á chị Huy. Coi nó mát thôi. Rồi coi xe thấy chóng mặt không? Xe ở chạy nhà, ở nhà cũng buồn quá, nhà dẫn không phải ra ngoài lộ. À đó. Ý là chị Huy nói ở trong phòng nhà trọ là nghe là buồn nha quý vị khán giả, nên chị Huy ra ngoài cho nó cho nó thông cái đầu nha. Thấy chị Huy. Chơi nó thoải mái thôi. Rồi chị biết bữa nay là lễ xe rất là đông đó, sao mà không kêu anh Phi đi về nhà nghỉ ngơi gì đi chứ đi ngoài đường sao được chị Bí? Đua anh Phi xe không mà dám đi đâu. Xe không dám đi hả? Phi ngồi ăn với người ta, ăn là ăn có tiền, ăn lẩu. Ta kêu anh Phi về nhà tắm rửa sạch sẽ đi rồi hai vợ chồng chở nhau đi chơi chứ quần áo dơ từ sáng tới giờ, tới giờ này không chịu tắm rửa luôn. Đó rồi bây giờ đi hồi sáng tới giờ có ai thấy mặt chị quen biết, có người khán giả có quen biết không? Hả? Có không? Ta nhìn ta biết thôi. À khán giả nhìn biết ha. Ta biết mình thôi. Rồi khán giả có hỏi chị Huy hôm cài lên mạng rất là nhiều đó. Rồi người ta có khán giả có nói gì về chị không? Chị nói cho khán giả đều biết thôi. Không. Khán giả ta coi mình rơi sớm thôi chứ người ta nhìn mình thân hơn mình, người ta không có nói gì đâu. À, có ai nói gì chị lên mạng xã hội để cho chị, tại vì chị không có hiểu chuyện á, rồi chị lên chửi khán giả đó, rồi chị gặp cái người như những người khán giả có nói gì chị gì không? Sao mà rồi chị đi chơi chị bịt khẩu trang hay gì? Lâu bịt lặn. Chị là hồi sáng giờ chưa gặp khán giả cũng rất là nhiều ha. Rồi khán giả có cho tiền gì không? Hay là chửi chị? Hả? Đào Phiên. Là Phiên thôi. À, Phiên ha, Phiên sao nói cho khán giả còn nghe ơi. Phiên hai chồng em thôi. Nhưng ở xóm này tao Phiên cũng nghe. Ở xóm tao Phiên á mà nên Phiên không nghe. À, Phiên ở xóm không nghe hả chị Bi? Khuyên điều gì chị Bi? Phiên Phi bỏ rượu á. Khuyên Phi bỏ rượu đi hả? Phiên không bỏ nữa. Trời ơi. Rồi anh Phi không bỏ chị cũng không bỏ luôn. Ít lắm. Phi không có xị à? Hả? Phi không có xị à? Bây giờ uống một ly cũng là rượu nữa đó, nó là một xị. Phi uống ít thôi, cái gì đâu. Rồi hai vợ chồng bữa nay có đi ăn lẩu không? Ăn chút mới về. À, thì chút là đi ăn lẩu nữa ha, bữa nay là đi ăn lẩu nữa phải không? Thì ăn lâu lâu ăn. Trời ơi, bây giờ bữa nay nói đi nhặt với trai có đi nhặt không? Nhặt rồi. Hả? Nhặt rồi. Bây nhặt giờ rồi, bán được 30 ngàn. Trời ơi, bán được 30 ngàn rồi ăn cái lẩu nhiêu? Thì lẩu dành dụng lên. Cái lẩu 120 đó quý vị khán giả, chị Huy lụm dây chai là được 30 ngàn. Ăn cái lẩu 120 là chị Huy phải bù vô là dùng lên. Chị Huy bù 90 ngàn nữa đó quý vị khán giả. Trời ơi, ăn cái lẩu 120 lụm dây chai 30 ngàn. Đó, bây giờ chị hỏi quý vị khán giả coi chị lụm dây chai có 30 ngàn à. Chị bù vô thêm 90 ngàn nữa mới đủ ăn cái lẩu đó. Dùng lên. Trời ơi, dành dụm. Vậy là hết luôn rồi. Vậy lụm dây chai bữa nay con không rồi. Thì
mình có ăn nhiều. Hả chị Bi? Mình có ăn nha, có nhiều ăn nhiều thôi. À, có nhiều ăn nhiều thôi ha. Đó tại tại chị Bi bữa nay chị Bi ở ngoài đường á quý vị khán giả nên hơi ồn một tí. Tại xe cộ rất là nhiều. Tại vì anh Phi đợi chị Bi đợi anh Phi á về nhà đó nên anh Phi không chịu đi. Bây giờ là anh Phi đang ngồi nhậu ở trong quán lẩu đó. Bây giờ chị Bi không dặn anh Phi đó, chị Bi đi qua quán ngồi. Bây giờ là bỏ anh Phi nhậu tại quán quán nhậu ăn lẩu đó. Nên Hoàng Dũng không cho chủ quán lẩu không cho Hoàng Dũng ghi hình tại ngay tại quán người ta. Đó nên vào Hoàng Dũng gặp chị Bi thì Hoàng Dũng ghi hình chị Bi đó để cho khán giả cùng xem. Và bây giờ mà anh Phi nhậu chỗ quán lẩu xong rồi chở anh về đây chứ là ảnh xỉn là không được đó chị Bi, công an bắt ảnh đó. Bữa nay là ngày lễ lớn của ta đó, xe đông đó chị Bi biết không? Hả chị Bi? Ngày lễ á. Hả? Ngày lễ. À ngày lễ ha. Đó xe cộ rất là đông, bữa nay là chị Bi đang ngồi ngã ba nha. Ngã ba cầu Bích Đô Gô nha quý vị khán giả. Đó là Sóc Trăng. Đó là ngã tư đường đó. Ngày lễ ta bán nhiều lắm. À, ngày lễ ta bán nhiều lắm mà chị Bi. À, chị Bi ngồi ngay cái ngã ba là chị Bi coi có mà khán giả xem chị Bi rất là nhiều đó, là người ta biết chị, người ta quẩy tay chào chị Bi không đó quý vị khán giả. Ta nhìn đi. Hả? Ta nhìn đi. À, ta ai bây giờ người ta nhìn thì cũng ta có... quen mình rồi, để tao không nhìn. Ờ, à, tao quen mình để cho. Đi đâu mà không nhìn? Đi đâu không nhìn hết trơn chị Bi. Nhìn kệ người ta đi. Đó bây giờ mẹ hai chồng em đi chơi được rồi, tao nhìn kệ người ta. Ờ. À. Hai vợ chồng của chị hạnh phúc là được rồi, phải không chị Bi? Đi chơi được rồi, ai nhìn kệ người ta. Không phải người ta lo em một ngày nào đâu, em sợ. Có không? Có từng lo người... Là đi lo. Bây giờ người ta cho mình 1.000 người ta cũng là cho đó chị Bi. Lo hết đó. Anh Phi. Ủa anh Phi lo cho chị cái gì chị Bi? Em mua đồ ăn. À, đó là giờ anh lo Phi. Sao mua đồ ăn? Chị Bi nói anh Phi lo cho chị Bi nè, mà khán giả có tin không? Đó giờ chị Bi nói là anh Phi lo cho chị Bi. Mà sự thật đó là chị Bi lo cho anh Phi rất là nhiều. Đúng không chị Bi? Chồng vợ lo chung mà. Không ra lo ai. Cái đó là em thấy đó, em thấy là anh Phi lo chị lo cho anh Phi nhiều hơn đó chị Bi. Dạ, chồng lo vợ lo. Chồng lo vợ lo là ai mà cho chồng lo không. Vậy là chị là rốt cuộc là chị nói anh Phi lo cho chị nhiều hơn hả? Không phải, chứ em lo, ông Phi lo cho em lo cho ông Phi lại. Ờ, lo cho chị lại hả? Đó thấy không, người già giờ này ta còn đi bán số nữa đó. Còn anh Phi tới ngày ngồi quán nhậu chị thấy không chị Bi? Rồi, người già đây còn bán số tới tối nữa. Đó, rồi sao mà chị thấy ta không? Ta khổ à, ta đi bán số tới tối. Đó, ta khổ người ta đi bán số từ sáng, ta từ tối tới sáng luôn đó quý vị. Còn chị Bi có biết nói điều đó đó. Anh Phi nói bớt đi mua, mua cái giờ có mấy ngày là nghỉ rồi. Đó chị Bi biết nói cái điều đó đó quý vị, mà bây giờ để cho anh Phi nhậu hoài luôn. Anh Phi mua có mấy ngày anh Phi nghỉ rồi, anh Phi mạnh khỏe, anh Phi mua có mấy ngày anh Phi nghỉ rồi, được 2 ngày 3 ngày anh Phi nghỉ rồi. Không giống không phải giống người ta. Thấy không? Anh Phi bán, anh Phi đi mua 1 ngày nghỉ gần cái tháng trời đó quý vị không giả. Mua 2 ngày nghỉ 2 ngày. Đó anh Phi tới ngày anh là lên nó đi mua không à. Bây giờ chị đừng có giấu giếm gì với anh Phi nữa, có làm sao thì nói cho khán giả điều biết điều nghe đi. Anh Phi mạnh khỏe, anh Phi mua mấy ngày cũng mua 2 ngày nghỉ à. Bây giờ anh Phi yếu mình rồi, Phi mua 2 ngày nghỉ rồi. Bây giờ chị nhắm anh Phi đi, anh Phi cảm thấy anh Phi sống được bao lâu chị Bi? Không biết. Chị chung sống với anh Phi chị không biết à chị Bi? sống mà nhiều hay bao nhiêu thôi, ai biết được.
Làm gì ông Phi còn trẻ mà làm gì? Chị ta bây giờ chị chung sống với anh Phi á rất là lâu rồi. Chị có biết cảm thấy anh Phi á sống được bao lâu nữa chị, nói khán giả đều biết được không chị Huy? Ông Phi còn trẻ, ông Phi mạnh khỏe, sống như thế nhiều. Rồi một ngày nào đó chị anh Phi đi xa chị đó, là đi không bao giờ quay trở về đó, chị có cảm thấy làm sao? Làm gì trở về? Thì đi là đi luôn đó. Làm gì trở về? Làm gì luôn? Coi như là ảnh mặt không có, ảnh không có còn ở cõi đời này nữa đó chị biết không? Không phải không, ông Phi có nít đâu mà ông Phi không biết. Ý em nói chị hiểu không? Là ý em nói là anh Phi đi là không bao giờ quay trở về đây nữa, là không có gặp chị luôn. Rồi chị có... Cái đó thì ông Phi ai biết được. Đó chị có biết mà để... Tôi tự sống được vậy. Hồi đó không có anh Phi chị sống với ai? Không Phi cũng tôi tự sống vậy. À là không có anh Phi chị tự sống luôn hả anh chị Huy? Mà có không phải mà có ông Phi đâu mà ông Phi mà tôi nói mà ông Phi tôi nhớ Phi. Hồi đó chị chưa gặp anh Phi đó chị sống với ai chị nói khán giả thì biết được không? Ông Phi ông nói hết lời rồi. Nghĩ nói rồi. Ông Phi làm gì làm mà nghĩ nói tới. À là chị không nói tới luôn hả chị Huy? Không nói tới rồi. Ông Phi nạt nọ đó, vợ nó biết cỡ nào. Anh Phi có từng tán chị được hồi đó tới giờ gặp chị á, có quýnh được chị đường tay nào không? Phi lớn tiếng thôi, không có nào có quýnh. Lớn tiếng thôi ha. Ông Phi lớn tiếng với vợ thôi. À. Rồi có khi nào mà anh Phi kêu chị đi, chị không đi anh Phi có đập chị không? Ông Phi là rồi mà lý do gì bây giờ hai vợ chồng của chị mà sao mà gây cấn mà nạt nội rồi la làng gì quá trời vậy, có nói cho khán giả đều biết được không chị Bi? Ông Phi nói em, ông Phi không cho em nói á, ông Phi muốn là em. À. Ông Phi lên tiếng. Lên tiếng nặng nhẹ với chị thế vậy? Ông Phi không cho em nói, để em nên lẹo, ông Phi không cho nói. À, sao mà không cho nói, lý do gì không cho chị nói? Ai biết? Sao người ta la? Lý do gì mà không cho chị nói kìa? Ai biết được, sao người ta la vợ? Sao người ta la? Sao người ta la hả? Bây giờ người ta về nhà ha, người ta kêu anh Phi tắm rửa sạch sẽ đi. Tới ngày đi ăn nhậu tới giờ này nè, giờ này chưa có gì nó là chị biết cái đó chị Huy. Lúc ba cỡ ông cho ông Phi chơi nào ông Phi về ngủ đó, ông Phi mới tự về. Bây giờ chị kêu ở ảnh về không? Không. Sao vậy? Ông không về đâu, ông còn lớn tiếng rồi kìa. Trời ơi, nhậu tới giờ này mà kêu gì còn lên tiếng với chị Huy nữa hả? Ông lên tiếng với vợ nữa kìa. Kêu về ta về nè, ngủ đi, em chịu ngủ rồi đi chơi. Bây giờ chị về đi rồi chị bỏ, dám bỏ anh Phi thử coi cho anh một lần coi anh biết thử anh sao. Cho ông Phi đi về ngủ, Phi không chịu về, ông ngồi đó hoài. Thì bây giờ đó, bây giờ chị chạy xe anh Phi đó, bây giờ chị bỏ anh Phi luôn đi. Được không? Ừ. Sao vậy? Cho ông Phi tỉnh táo đi, từ nào cho ông Phi tỉnh táo chút đi. Hay là chị sợ anh Phi quýnh chị? Không phải quýnh mà ông Phi không muốn về. À, anh Phi không muốn về hả? Nói thẳng đi, ông Phi không muốn về, ông Phi ngồi quán. Quán ăn, biết quán ăn không? Không gài đó. Không biết còn nói cho nghe. Rồi không gài đó, quán ăn đó chắc tiền cũng hết, cũng bộn á chú ý. Ai biết. Tiền không phải mà, phải tiền tôi nói. Tiền ở trong túi chị ra phải không? Không phải tiền tôi nói. Tiền của anh Phi cũng như là tiền của chị thôi. Thì anh ấy xài thôi, ai nói được. Thì là hai vợ chồng xài vậy. Tiền tôi xài, tiền không phải xài à. À là hai vợ chồng xài à. Phải mà chia, phải mà xài chung mà nói.
xài riêng hả? Rồi chà, anh Phi hết tiền, anh Phi có xin chị không? À, biết của Phi. Đó, bây giờ em cũng hết mới nổi hai chị luôn á. Bây giờ em thấy cũng em cũng chóng mặt luôn á chị Huy. Hai vợ chồng chị á, là ở tới ngày ăn lẩu không à. Đó, giờ này chưa có chịu về nữa. Ăn Phi này bị muốn bị tâm thần này rồi, muốn vô bệnh viện lắm á, mấy chị nổi. Bác sĩ chị với mới hết. Bác sĩ nào chị hết? Bên uống bên sau bên trước rồi. Anh Phi không có ai mà chị ảnh hết trơn á, chỉ có củi chị ảnh hết thôi. Biết không chị Phi? Dạ, ông Phi chưa tới số đâu. Ông Phi chừng nào ông Phi tới số mình ông Phi mới sợ. Hôm gai chị thấy, hôm gai chị có thấy mà chị đi ngang chị có thấy đám, nó đám nhiều ở nhà nào nhà nấy thấy đám, không thấy người ta khóc lóc không ta. Nói chị thấy ông Phi rồi mà ông Phi mà nhập bệnh viện lần nữa gà ông Phi mới sợ. À. Nó nói khán giả nghe luôn. Chừng nào vô bệnh viện thêm lần á ông Phi mới sợ. Nói hết nghe rồi. Anh nghe anh Phi hết sợ luôn hả chị Huy? Ai mà không cho uống rồi phải vừa thôi chứ mà uống mà say mà uống quá trời, uống chạy xe không có vợ muốn dám hồi luôn. Trời ơi sao mà dữ vậy chị Huy? Chạy giọt nữa chứ. Uống vậy mà uống là chạy giọt như ta đây. Rồi lỡ có một ngày nào đó anh Phi đặt tay lái rồi lâm vô người ta rồi tính sao? Ông Phi này nói hết cả lời rồi, nghe thôi đi. Vừa chạy xe vừa hút thuốc như người ta đây vậy. Cái mình mẩy còn hơn ốm ma còn hơn vậy mà là mà chạy xe như hay. Trời ơi người ta mình khỏe vậy đó hả chị Vy? Người ta mình khỏe còn chạy từ từ nó, còn ông Vy á chạy xe còn sợ vợ chạy xe còn sợ nữa. Sao không sợ chị luôn hả? Ông bình tĩnh á, ông không nói gì mà ông say xỉn ông chở vợ. Bữa nào mà vô bệnh viện mới vừa ông. Đó chị Huy thấy sợ chiếc xe đó không chị Huy? Đó giờ chị Huy đang thấy sợ anh Phi bị lấy xe đó. Nói thiệt chừng nào ông Phi vô bệnh viện á mới sợ. Đó, ông Phi sẽ sợ đâu. Nó không nghe là nào với mình viện nó mới sợ. Vậy là khi nào anh Phi nằm bệnh viện nó mới sợ ha. Nhưng mà ông Phi bình tĩnh chứ không nói gì mà ông xe xỉn mà chạy xe giọt có con gì nữa. Nó đụng một cái rồi biết sao rồi, không có tiền thờ nữa anh ta. Hết nói nổi luôn ha chị Huy. Ông bình tĩnh không nói vậy mà ổng say xỉn á, ổng chạy á. Rồi bảo mà không phải mà giỡn chơi đâu. Nguy hiểm lắm á. Ta tông mà ta tông một cái là mình nằm chỗ luôn á, giỡn chơi. Nó giỡn chơi. Ông Huy ổng chạy ẩu tả lắm. Để không kia coi trước coi sao đâu, để chứ chạy giọt hơn vậy nữa.